tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, tiên tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gặp lại quý tín chủ tuổi Mậu Thân trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý tín chủ tuổi Mậu Thân may mắn, giàu có hay biến động thế nào, làm sao để giải hung hóa cát, thu hút vận may, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Mậu Thân hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, chắc chắn sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Mậu Thân về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, cách hóa giải vận hạn, tuổi sông đất, ngày giờ xuất hành và nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì, ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng. Mậu Thân hay còn được gọi là độc lập chi hầu, thì độc lập. Năm sinh dương lịch từ 29 tháng 1 năm 1968 đến 15 tháng 2 năm 1969. Người sinh năm này cầm tinh con khỉ, số mệnh họ vì thế có phần bùi ngùi giống như những chú khỉ, tài hoa nhưng bạc phận, những người này thường phải cố gắng bằng năm bằng 10 người khác để thành công. Người tuổi Mậu Thân sinh 1968 là những người thông minh tuyệt đỉnh, so với những con giáp khác, người tuổi Thân sở hữu một trí tuệ có phần nhìn hơn. Họ nhanh nhạy với thời cuộc, năng động sáng tạo trong công việc, họ cũng là những người dễ thích nghi với thời cuộc, với sự thay đổi với môi trường sống. Vì thế mà họ thường là những người đi trước thời đại, dẫn đầu xu hướng và hướng đám đông đi theo con đường mà mình đã vạch ra. Tố chất trên giúp người tuổi Thân 1968 có thể làm một lãnh đạo tốt và tiếng nói. Với uy tín của mình họ có thể vươn tới đỉnh cao của quyền lực, được nhiều người tin tưởng và ngưỡng mộ. Cùng với đó, do sinh ra vào năm Thiên Can Mậu nên người tuổi Mậu Thân có tính tình khá ôn hòa, mềm mỏng, họ khéo léo trong các mối quan hệ và luôn chiếm được cảm tình của người khác. Họ được cấp trên tín nhiệm giao phó nhiều trọng trách, được đồng nghiệp yêu quý và được cấp dưới kính trọng. Tài hoa là thế nhưng số phận của người sinh năm 1968 lại có phần long đong lận đận hơn so với các tuổi khác. Về kinh tế, họ thường phải cố gắng nỗ lực hơn người khác gấp đôi, gấp ba hoặc hơn thế nữa để có được sự ổn định chứ chưa nói đến giàu có. Đường tình duyên của họ cũng không mấy suôn sẻ khi hầu hết trong số họ kết duyên muộn hoặc có biến cố nào đó xảy ra với gia đình. Vì thế mà người tuổi Thân 1968 cần phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước nếu muốn thành công trong cuộc sống. Thêm vào đó, do được trời phú cho sự tài hoa mà người tuổi này thường bị nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại, nói xấu nên họ cũng phải hết sức đề phòng những kẻ này. Tổng kết lại, người sinh năm Mậu Thân 1968 tài hoa nhưng có phần bạc phận, khó thành công hơn các tuổi khác dù họ rất cố gắng, nỗ lực. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận không ít người sinh năm 1968 thành công lớn, đứng trên đỉnh cao của xã hội và được nhiều người biết đến. Người sinh năm 1968 mang mệnh thổ, đại trạch thổ. Mệnh thổ góp phần làm cho tính cách của người sinh năm Mậu Thân càng ôn hòa hơn, đất là nơi cây cối nói riêng và hầu hết mọi sinh vật sinh sôi nảy nở. Vì thế mà có thể nói rằng, những người sinh ra vào năm Mậu Thân là những người mang trong mình cội nguồn của sự sống, truyền cảm hứng sống cho mọi người và tiếp thêm nguồn sinh khí cho những người xung quanh cùng tiến bước. Cụ thể hơn, những người sinh năm 1968 mang mệnh đại trạch thổ, có nghĩa là nền nhà lớn, điều này cũng có nghĩa họ là nền tảng của tổ ấm gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho người khác và là người có thể gửi gắm cả cuộc đời. Vì thế mà sẽ là phúc lớn nếu ai đó lấy được một người tuổi Thân 1968 làm vợ. Mệnh thổ cũng góp phần tạo nên cho người có tuổi Mậu Thân lòng trung thành và chính trực. Tuy nhiên, đây cũng là những người đôi khi thiếu quyết đoán nên hay bỏ lỡ thời cơ. Nằm trong mối quan hệ tương hợp hỏa sinh thổ, những người sinh năm 1968 khi kết duyên hoặc hợp tác làm ăn với người mệnh hỏa chắc chắn sẽ khắc phục được số phận long đong của bản thân. Khi mà công việc hợp tác chắc chắn sẽ thông công tốt đẹp, cũng như hôn nhân sẽ yên ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, theo quan điểm của thuyết âm dương ngũ hành,
thổ sinh kim nên những người tuổi Mậu Thân cũng có thể kết hợp với những người có mệnh kim để mọi sự được như ý muốn. Trái lại, mộc khắc thổ nên những người sinh năm 1968 không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với người có mệnh mộc, bởi những người này là khắc tinh của họ, sẽ lấy đi nguồn sinh khí và những may mắn vốn đã ít ỏi của người sinh năm Mậu Thân, làm cho những người này khó mà thành công và hạnh phúc, lận đận lại càng thêm lận đận. Thổ còn nằm trong mối quan hệ xung khắc với thủy, nên người tuổi 1968 cũng không nên có bất kỳ sự hợp tác nào với những người mệnh này. Bản mệnh của người sinh năm 1968 là mệnh thổ. Người mệnh này có màu bản mệnh là nâu và vàng sẫm. Trong cuộc sống thường ngày, những người này nên chọn những vật dụng có hai màu trên. Chúng chính là nguồn sinh khí bổ sung mọi thiết khuyết cho họ để họ có thể vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Điều này đặc biệt quan trọng với người sinh năm 1968 bởi mang tuổi Thân, họ vốn dĩ đã có số phận khá long đong. Chỉ có tỉ mỉ trong từng sự lựa chọn, trong đó có việc lựa chọn màu sắc phù hợp thì số phận kém may mắn ấy của họ mới được khắc phục. Không chỉ thế, những màu sắc này còn góp phần mang lại may mắn cho người sinh năm 1968, hỗ trợ cho họ rất nhiều trên con đường thăng tiến. Ngoài ra, người tuổi Thân 1968 còn hợp với các màu thuộc về hành kim và hỏa như màu vàng, màu bạc, màu đỏ, tím, da cam hay hồng. Đồng thời, họ không hợp với các màu thuộc hành thủy và mộc như màu trắng, màu đen, màu xanh lá cây, họ không nên sử dụng bất kỳ màu nào trong những màu này, bởi đây là những màu có thể triệt tiêu hết những may mắn vốn đã ít ỏi của họ, làm cho công việc và cuộc sống của họ thất bại, lâm vào bế tắc. Người tuổi này hợp với can quý và không hợp với can nhâm, giáp. Xét theo 12 con giáp, những người này hợp tuổi với những người sinh năm Thìn, năm Tý và đại kỵ với những người sinh ra vào năm Dần, năm Tỵ và năm Hợi. Đặc biệt, người sinh năm Thân nằm trong bộ tứ hành xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi xung khắc nhất trong tất cả các bộ tứ hành xung của phong thủy. Vì thế mà người tuổi Mậu Thân tuyệt đối không nên hợp tác hay kết hôn với những người thuộc những con giáp này, bởi nó không chỉ làm họ sa sút mọi mặt mà còn có thể nguy hại tới cả tính mạng của những người này. Cũng theo phong thủy phương Đông, người sinh năm 1968 tốt nhất nên hợp tác với những người có tuổi sau. Trong làm ăn, nên lựa chọn người có tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão. Trong hôn nhân, nên lựa chọn người có tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi. Đồng thời, những người này không nên lựa chọn người các tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Mậu Thân 1968, nữ mạng trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Mậu Thân theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp Ất bình hòa, tự lực lo liệu mọi việc, ít sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Nhìn chung công việc hay tiền bạc, tình cảm trong năm đều duy trì ở mức bình ổn, ít sóng gió. Xét về địa chi, Thân gặp Tỵ Lâm cục diện xung thái tuế, nhiều thử thách đặt ra, đòi hỏi đương số luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Công việc xuất hiện nhiều cạnh tranh, chèn ép, tiền bạc khó kiếm vì ít cơ hội lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh bị lưu liên khắc chế, sức khỏe tuổi Mậu Thân nữ mạng giảm sút, chú ý các bệnh về gan xuất hiện, không ít trở ngại trong công việc khiến kết quả khó như ý nguyện, tài lộc vì thế mà cũng ảm đạm. Tiểu kết, do đối diện với cục diện xung thái tuế, người tuổi Mậu Thân nữ mạng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mà cuộc sống đặt ra, bạn ít nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc gì cũng cần phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, đừng vội bỏ cuộc, bởi cứ cố gắng rồi bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thứ hai, xem tử vi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Sao Thái Âm tượng trưng cho mặt trăng, với ý nghĩa soi sáng tỏ tường, dù là nam hay nữ, nếu có sao này chiếu mệnh thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu, chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Nếu là nam giới, khi gặp sao này chiếu mệnh thì tiền tài công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển, họ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, sự nghiệp phát triển, làm gì cũng được thuận lợi trôi chảy, danh lợi lưỡng toàn và gia đình hạnh phúc. Đặc biệt trong năm này, cả nam và nữ nếu làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như buôn bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng sẽ nhận được nhiều cát lợi, từ đó thu bội về tiền bạc. Trong dân gian cho đến nay vẫn còn lưu truyền về tính chất sao Thái Âm qua bài thơ sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay
khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói nén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta mình có than, bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Nhìn chung, những người được sao thái âm chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời tươi sáng. Tuy nhiên, nếu sao thái âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự do, sao này mất ánh sáng ở các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong khi đó, các con giáp Dậu, Tuất, Hợi, Ý là miếu địa, vượng địa và cung Sửu, Mùi có sao thái dương đồng cung là chỗ bình hòa, thêm cát tinh cũng tốt, gặp phá xung phá thì bất lợi. Ngoài ra, nếu so sánh âm ở cung Tật Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, phong thấp, sa bìu, chướng nước, can vượng, tật mắt. Bên cạnh đó, sao sẽ tối kỵ đồng cung với sao Dương Nhẫn, tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ, xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc, thương vong. Sao thái âm ở Điền Trạch, chủ về giàu có, nếu sống gần các vùng đất thấp, ít ánh sáng, gần sông, hồ, khe, suối, giếng nước thì tốt hơn. Vì vậy, trong năm được sao thái âm chiếu mạng, mậu thân nữ mạng dù được thuận lợi, nhưng cũng không nên chủ quan, tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ nhất là tháng 11 âm lịch, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Mậu Thân theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Khi gặp hạn này, gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, xây sẩm mà không rõ nguyên nhân. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Khi gặp hạn này, gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, xây sẩm mà không rõ nguyên nhân. Song đó, đại kỵ làm ăn kinh doanh liên quan đến sông nước, đường thủy. Đặc biệt trong năm gặp hạn này, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, không may sẽ nảy sinh chuyện bất lợi, tay bay vạ gió. Dưới đây là các hạn Huỳnh Tuyền thường gặp, mời bạn xem qua. Về sức khỏe, gia chủ gặp hạn này thường xuyên mắc phải triệu chứng đau đầu, chóng mặt mà không rõ nguyên nhân, điều này kéo dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, không những thế, còn ảnh hưởng đến kết quả làm ăn, kinh doanh. Về công việc làm ăn, tốt nhất khi gặp Huỳnh Tuyền, nữ mệnh tuổi Mậu Thân, không nên đầu tư làm ăn liên quan đến sông nước, đường thủy. Khi được mời tham dự tiệc, ăn uống trên du thuyền hay du lịch biển, tốt nhất gia chủ không nên tham gia, đề phòng tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Trong cuộc sống, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, trong giao tiếp cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, bởi không nặng thì nhẹ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất lợi. Song đó không nên cho người khác vay mượn tiền, không may tiền mất, nghĩa cũng không còn. Tiểu kết, có cát tinh thái âm che chở, con giáp này đón nhiều tin vui trong năm 2025, tài lộc đủ đầy, gia đạo sung túc, nhờ vậy đời sống tinh thần của bản mệnh được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên gặp hạn Huỳnh Tuyền, đương số cũng nên chú ý tới phương diện sức khỏe, kẻo đổ bệnh bất chợt, sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cuộc sống, thậm chí hao tốn tiền bạc để chạy chữa. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Mậu Thân nữ mạng. Năm 2025, tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức là rồng gặp mây, tốt. Vận niên Long Đắc Vũ còn được gọi là Long Ngộ Vân, dịch nghĩa là rồng gặp mây, công việc hay làm ăn của người này có cơ hội đưa tới, giúp phát huy được khả năng. Theo tử vi 2025, nữ mệnh tuổi Mậu Thân thấy môi trường bản thân sinh hoạt phù hợp nên có được thành quả tốt, năm này bản thân sẽ dự báo thay đổi cuộc sống. Tuy vậy là thay đổi theo chiều hướng nào, còn tùy vào chính vận thời của chủ mệnh, công việc hoặc tiền bạc phát triển tốt nếu bản thân luôn giữ tâm thiện và làm việc cẩn trọng. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Mậu Thân nữ mạng, theo tuổi âm. Xem vận hạn năm 2025 tuổi Mậu Thân nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Tuổi Mậu Thân không phạm đại kỵ tam tai 2025, báo hiệu một năm bình lặng, gia đạo hài hòa. Kim lâu năm 2025. Tuổi Mậu Thân nữ mạng không phạm kim lâu, có thể tiến hành mua hay xây dựng nhà cửa hoặc đứng tên làm việc quan trọng trong gia tộc.
Hoang Ốc năm 2025. Tuổi Mậu Thân không phạm Hoang Ốc, làm nhà thuận lợi. Thái Tuế năm 2025. Tuổi Mậu Thân trong năm Ất Tỵ phạm hình Thái Tuế. Hình Thái Tuế, năm Hạn Thái Tuế hình tuổi Cầm Tinh, trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hình Thái Tuế hay còn được gọi là thiên xung chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng hình khắc, tức thiên xung với lưu niên Thái Tuế. Cách hóa giải hình Thái Tuế, đặt một ly nước trắng về hướng cầu tài, năm 2025, hướng cầu tài là hướng Đông Nam, để tăng tài vận, năng đi đền chùa cầu an. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ, đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tiểu kết, năm 2025, nhìn chung là một năm yên bình với nam mệnh tuổi Mậu Thân, bản mệnh được sống trong sự yêu thương của các thành viên trong gia đình. Nếu có ý định tiến hành các việc lớn như mua bán, xây dựng nhà cửa thì có thể tiến hành, song đừng nên cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng sức khỏe. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Mậu Thân, nữ mạng. Có thể nói rằng, năm 2025 là năm khá bình yên với nữ mạng tuổi Mậu Thân, quan hệ gia đình hài hòa, khiến bạn luôn tìm thấy niềm vui cuộc sống, các mối quan hệ xã giao cũng tương đối thuận lợi. Bạn ít vướng phải mâu thuẫn tranh cãi, công việc tiến triển ngày càng thuận lợi, tiền bạc thu về nhiều hơn trước, chỉ riêng việc đầu tư, kinh doanh là cần cẩn trọng, kẻo rơi vào cảnh tốn tiền hao của. Về phương diện sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về phương diện tài lộc, xem tử vi 2025 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Mậu Thân chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2025 này. Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Mậu Thân. Đặc biệt, người kinh doanh, buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn, hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều,
đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Mậu Thân choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Mậu Thân thu đầy tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, đáng buồn là con đường tình cảm gia đạo của người tuổi Mậu Thân lại phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng, nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có thể những khác biệt thế hệ, khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh bình tĩnh lại suy xét vấn đề và bao dung hơn thì mọi việc đều có cách giải quyết. Hãy tâm sự với người thân nhiều hơn, hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên cũng khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết yêu thương. Quý mệnh chủ Mậu Thân nhé. Về phương diện sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân nữ mạng trong năm 2025 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao Dịch Mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy bản mệnh cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh, chủ về tăng sự Mậu Thân nên chú ý nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Mậu Thân, sinh năm 1968. Đầu tiên là cách kích hoạt các tinh của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm đương số nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, tô bát xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng hoặc nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bản mệnh gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Trên hết, cách giải hạn huỳnh tuyền hiệu quả chính là cần giữ cho mình tâm ý thiện lành, luôn hướng về những điều thiện, việc tốt, tu tâm dưỡng tính, giúp đỡ người khác là cách để chủ mệnh thích đức, cải tạo số mệnh. Nhờ vậy mà những rủi ro khi đi vào bản thân cũng đỡ nguy hại hơn, có khả năng xuất hiện quý nhân ra mặt giúp đỡ. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có tục lệ chọn người hợp tuổi đến xông nhà để mang may mắn đến cho cả năm. Người đầu tiên tới chúc Tết gia đình vào thời khắc bước sang năm mới phải có tuổi hợp với chủ nhà, là người sống đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Mậu Thân 1968. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là
Bính Tuất 2006, tốt. Bính Thìn 1976, tốt. Bính Tuất 1946, tốt. Đinh Dậu 2017, tốt. Đinh Sửu 1997, tốt. Đinh Mùi 1967, tốt. Đinh Dậu 1957, tốt. Đinh Sửu 1937, tốt. Bính Tý 1996, tốt. Tân Mùi 1991, tốt. Các tuổi Xông Đất Xấu với người tuổi Mậu Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Dần 1974, không tốt. Kỷ Hợi 1959, không tốt. Kỷ Hợi 2019, không tốt. Giáp Thân 1944, không tốt. Quý Hợi 1983, không tốt. Giáp Thân 2004, không tốt. Kỷ Tỵ 1929, không tốt. Ất Hợi 1935, không tốt. Mậu Dần 1938, không tốt. Giáp Ngọ 1954, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Thân, nữ mệnh trong năm 2025 này. Cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi, bạn biết đấy. Nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn, không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công. Chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa, nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi, làm người lấy chữ tín gian mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại, làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối, làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng, cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữ mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xua nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.